Cũng vào ngày 5 tháng 10, S-Ray với sự đồng hành của tập đoàn TH đã trở lại thành phố Hồ Chí Minh và thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tham dự. Trong lần thứ hai diễn ra tại đây, S-Ray tiếp tục mang đến những niềm vui gắn kết gia đình nhà trường trong một thử thách đầy bổ ích. Những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Háo hức, cuồng nhiệt và hết mình, đó là những gì dễ dàng nhận thấy nhất trên gương mặt của hơn 5.000 học sinh, sinh viên, thầy cô và các bậc phụ huynh. Mà S-Ray trở lại thành phố Hồ Chí Minh, chẳng ai muốn bỏ lỡ một sự kiện mà chính bản thân mình là người được hưởng lợi trực tiếp, đó là sức khỏe. Chúng tôi cũng đã lường trước được cái sức hút của giải đối với học sinh thành phố. Ngoài cái giải tại thành phố Thủ Đức thì thành phố cũng đã tổ chức cho tất cả các quận huyện để các em học sinh tham gia phát động cái phong trào và cái giải chạy bộ năm nay tại các địa phương. Lãnh đạo thành phố cũng mong muốn rằng là học sinh của thành phố sẽ tiếp tục duy trì cái hoạt động thể chất, thể thao học đường để các em có đủ cái sức khỏe, đảm bảo cái công việc học tập. Những bước chân trên đường chạy, những cái nắm tay nhau khi về đích và nụ cười mãn nguyện của các bậc phụ huynh, các thầy cô khi cùng con em và các học trò của mình hoàn thành thử thách chính là phần thưởng lớn nhất mà S-Ray mang lại. Em cứ động viên mà mới vượt qua chính mình á. Thế mà cỡ ly thì em biết cỡ ly 1,5 cây là ngắn, nên là em cố gắng chạy. Khát vọng vì tầm vóc Việt vẫn còn là một hành trình dài, nhưng cứ mỗi trận đấu, mỗi địa phương đi qua, S-Ray vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ trước mắt, đó là kết nối gia đình, nhà trường và lan tỏa tinh thần thể thao tới cộng đồng. TH tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.